cưa xong một số cây thì nghỉ trưa thì bác chủ nhà đãi. Cái này kêu thịt kho cổ nè. Hết trước mặt cái nhà đãi thịt kho. Chú hai với em hai gọng gãi quá cho nên rắc thịt nào thịt đấy. Không hết luôn. Quá to luôn. Bữa nay mấy bữa rồi đó. Dạ. Để dành đó dạ. Qua để vô làm rồi không có đi chợ được. Cái này là kho nước dừa hả chị á? Nước dừa. Dạ. Còn cái này ở xứ Bến Tre là kho nước dừa. Xứ dừa. Nước dừa. Đồ cát. Cát rồi xoài cát nữa. Hấp dẫn cái tàu xài nè. Chua. 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 Thèm. Chua mấy cây chăm vàng xong rồi ông hai có đãi nhóm thợ cưa ăn. Thưa chú hai, là cho con hỏi lên chuyện. Rồi. Con nghe người ta đồn là ở phụ nữ Bến Tre da trắng đẹp là nhờ tắm nước dừa. Nghe nó làm cái bồn vậy đổ nước dừa trong tắm con chú hai. Cái đó nói thì theo chuyện cổ người ta nói chứ không có đâu. Người nào trắng trắng chứ mà tắm nó đen rồi tắm nó cũng đen à. Vậy hả? Trời ơi nguyên tôi thấy đó. Quá trời ơi. Cái này bắt đi nha. Ôi nhờ đây này thì nó. Anh ơi con không có nín lên hoài. Quá chứ đó. Cái gì vậy? Con chua dở chua quá. Con chua dở chua quá hả? Buồn lắm. Rồi cát này hơi non nên non nó chua. Chua. Đúng rồi, anh Cường kêu chua dở. Thời gian thì nó ngọt lắm. Bữa mà cưa bên dùm chôm hay gì đó. Ngon lắm bà con ơi. Ăn hết trơn trái xài luôn, chua dở còn 3 miếng nữa hết trái xài. Xài có chua đâu. Tôi coi cái clip mà lên lấy cái cốc mà leo cái cột sắt á lên 25 thước á. Dạ. 26 mét. 26 mét vậy đó. Mà leo dắt trưa nữa chứ bởi rồi dắt sáng trời mát gì đâu. Mồ hôi tay nó ra. Lấy mấy ly nước đá để đây uống nè. Lấy mấy ly đá xong á. Rồi để cho cả nhà ăn tự nhiên nha. Tạm biệt đây nha. Cây này to lắm á. Cây này kỳ á, nói kỳ á. Nó lậu á trời. Chẳng gì muốn chập luôn mà. Chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ anh Sang tiếp tục anh leo lên anh cưa cái tràm tiếp theo. Hôm nay cưa rất là nhiều cái tràm ở trong vườn. Cây này thì rất là to nha, cây này là cây to nhất nãy giờ. Đây là hai cái cây nó nằm kế bên nhau luôn. Ném sợi dây rằng anh tính truyền qua cái nhỏ, cái lớn thì để cho Cường cưa.
Thank you.
bậy cắm dưới đất luôn. Nhánh lớn luôn. Vừa tới cái võng luôn. Vừa tới cái móc lộ giới luôn.
cái đoạn nãy rớt ra tới đây luôn. Vừa tới đây luôn. Cái góc cách tới đây khoảng chắc cỡ 7 mét á, 7-8 mét gì đó mà nó lộn ra tới ngoài này. Giờ đây anh Sang anh đang còn cái sợi dây đó qua phía trên đó. Có thể là hạ nguyên cây luôn nha cả nhà. Hồi nãy có một cái nhánh nó rớt xuống, nó vướng ở đây. Giờ anh Sang anh xuống anh cưa nhỏ cho nó rớt xuống. Cưa cái này luôn. Ở đây nhiều thảo dừa quá nên hơi khúc. Sàn anh cưa nguyên cái đọt luôn nha cả nhà. Đó. Khúc thảo dừa quá chừng. Đã buộc hai sợi dây hết rồi, anh Sang anh leo xuống chuẩn bị hạ gốc này nè. Cây này nó hơi bọng cái ruột rồi. Bọng chút. Chuẩn bị tới cây siêu khủng.
Trời cả lỗi luôn rồi cả nhà. Hay quá trời luôn. Quá trời đẹp. Đó, nguyên cái đoạn thân này cũng tương đối là suông. À, mình xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình trong thời gian vừa qua nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.